hai, chào gia đình yêu thương của Út nha. Chúc gia đình yêu thương của Út lúc nào cũng vui vẻ, gia đình hạnh phúc, gặp gì may mắn các tường như ý nha. Thánh thần ơi ha. À, nhỏ Sammy gì cái nhà, nhỏ là tự xưng là chị em đi đó, nó nói là chồng đi kể nó là chém chép đi không có không không có lông đó, chém chép đi không có lông. À, cha chắc nó ở trong quần ta gì nó biết nhỏ đó đó, quá trời mất dạy luôn cái nhà ha. Vậy chắc cái chồng của mày cũng đi kể người ta vậy đó. Sammy gì đó, chồng của mày cũng đi kể người ta cha vậy ha. Đúng là cái mặt đâu có đến nỗi xấu cái nhà, cái mặt cũng đẹp chứ bù, cái mặt cũng đẹp đâu nỗi xấu đâu, mà sao mà đầu não với miệng mồm sao mà nó bẩn quá, đầu não miệng mồm nó bẩn quá. Cái mặt cũng được đó, cái mặt cũng đẹp đó, nhưng mà mặt thỏ báo dơ thôi đó. Nhưng mà lời nói sao càng ngày càng bẩn bựa không biết nữa đó. Tối ngày cái nghĩ cái hạ bộ tao không, tối ngày cái nghĩ vòng vòng nó không ngộ ghê, tối ngày cái suy nghĩ gì không à. Bởi ơi, hợp với le le, bởi hợp với le le cũng tối ngày nghĩ cái đó không à, nghĩ mấy cái ví dụ đó không à. À, nên hợp, nên bảo vệ le le đúng không, Sammy gì đó, què gì đó đó. Rồi fan của le le vô tấn công Út, nó chửi Út là chị già, kêu cái Út chị già. Thánh thần ơi, cái mặt luôn vậy mà nói già quý yêu gì trời, nó kêu Út bằng chị già. Bộ chị ở làm giường của le le sao mà cái gì chị cũng biết vậy, già bằng má tụi mấy đứa mày, dằn già bằng má tụi đứa không hả, già bằng má mấy đứa không. Rồi mấy đứa định không già hả, hả mấy đứa định không già hả. À có lẽ là ngẫm trẻ đúng không, mấy đứa nghĩ là mấy đứa ngẫm trẻ đúng không, là ngẫm cù đẻo trẻ đúng không hả, nên không có định già đúng không, nên vô kêu tôi là chị già. Ở gầm giường le le sao biết, không phải ở gầm giường mà tụi nó diễn dở quá, diễn dở quá, diễn cái gì cũng lời á. Chồng nói này vợ nói kia, nói đầu này ông nói gà mà nói vịt à. Với phần mấy đứa mà làm cái chuyện ác á, làm cái chuyện mà gian dối á, là ông chồng khiến người ta biết chưa à, chứ đâu cần nằm gầm giường. Giờ bộ mấy đứa nằm trong toilet sao mà biết bảo vệ dữ vậy, ở trong toilet của le le sao mà binh bảo vệ le le dữ vậy hả. Tôi nói tôi nằm giường, nói tôi nằm gầm giường đúng không, vậy mấy đứa ở toilet hay gì hả, ở bồn cầu gì mà bảo vệ dữ vậy hả, sao mà u mê dữ vậy, u mê bất chấp vậy. Ăn muối vô cho não nhờ, ăn muối vô, ăn ba cái mặt ông giả của thám tử với điên đó à. Nó kêu Út bằng chị già đó. Giờ tụi bay đâu có già đâu, tại mấy đứa này nó ngẫm trẻ, tương lai là ngẫm trẻ nên không có già, nên nó chửi Út là quỷ già. Thánh thần ơi, tôi vậy mà chửi tôi quỷ già kệ nó, quỷ già trước sau phải già thôi à. Rồi à, nói về câu chuyện của anh yêu sạc pin Út đi. Trời ơi, quá trời cả nhà ơi, quá trời quá đất rồi cả nhà ơi, đậm trời rồi. Tôi giàu như vậy nè, dây chuyền đeo đó, đeo là chút giặt phơ lên vậy mà một cái tin đồn khủng khiếp là ngày hôm qua anh yêu sạc pin Cúc đã lén lén lúc lúc xén tiền bán hàng của con Oxinho đó, xén tiền của hàng Oxin đó trong lúc mà sạc pin live stream á, mà xói cái đó rồi, mắc cỡ quá xói rồi. Live stream á, cái tiền bán hàng á thì Oxin bán nồi sầu riêng nè, lạc xưởng nè, bán gà, nói chung cái gì cũng bán. Oxin ngoài bản thân nó chưa bán thôi, cái gì nó cũng bán, tại nó xấu quá không ai mua rồi đó. Thì Oxin hỏi cái tiền bán hàng nãy đâu, sạc pin nói là không biết mà trong nhà chỉ có sạc pin với Oxin không à, mà Oxin không có lấy, mà sạc pin là không biết, lẽ tôi lấy sao hả, lẽ tôi lấy đó. Cái Oxin hỏi là tiền có hai người mà giờ ở đâu rồi này kia, cái lặt sạc pin lật đặt tắt like cái nhà nghe đồn là mấy sớm đồn á là hôm qua là cự cãi. Oxin nói là tại sao về đây mà không ở nhà bà Sáu đi, mắc gì ở nhà Oxin hoài vậy, cứ lẻo đẻo nhà Oxin hoài vậy, ăn trực nhà Oxin hoài vậy hả. Một nam một nữ ở trong nhà chuyện gì xảy ra, một nam một nữ ở trong cái nhà chuyện gì xảy ra. Đừng nói vài bữa Oxin có bầu là báo nữa nha, tôi nổi điên lên, tôi ghen nữa đó. Rồi tôi giàu vậy nè, đã tôi nói tôi giàu rồi chịu tôi đi. Sống cả đời không có phiền, không có lo ăn mặc nữa, mà cứ du thôi bà Sáu làm chi. Mà bây giờ ăn cắp tiền Oxin luôn, ăn cắp áo của cậu, mặt kiến giỏ sách, ăn cắp tiền phun điếu, ăn cắp tiền làm răng. Và bây giờ tới ăn cắp tiền Oxin nữa, quá trời rồi. Ăn cắp tiền một con ở đợ luôn. Đàn ông ngộ vậy, Việt Kiều ngộ vậy. Này Việt Kiều hả, Việt Kiều có gì mà ngộ đời vậy, đi tới đâu ăn cắp tới đó vậy hả.
Ôi tay chân thái mái vậy, hàng kia bé ve giống dễ sợ, bé ve giống mong sạc pin tàn cánh luôn, đi đâu cũng thái mái, đi đâu cũng cắp ăn trộm, đi đâu cũng ăn hớt, đi đâu cũng ăn ăn sáng ăn bớt ăn chậm chân ngồi. Cha con gì mà giống tàn canh chú mà nụp núp núp ở ở cây me cây mít á, nhìn nhìn ở bụi me bụi mít á, cái mùa thu năm ấy á, mùa thu năm ấy vào buổi tối đẹp trời ở cây me cây mít là núp núp lùm lùm mẹ sáu trên cha sạc pin á, đó mà giống dễ sợ, giống tàn canh luôn đó. Giờ ăn cắp người ta tiền tao chi vậy cha? Người ta đàn bà con gái người ta đi mần cực khổ, ô xin nó mần ca gà rồi nó bán từng cái trái măng cụt à, về về đó không làm phụ người ta. Trời ơi Việt Kiều gì ngộ vậy, Việt Kiều gì mà về đây bà ăn tạp vậy trời, từ bển về đây à, chạy qua nhà ô xin ăn, chạy qua nhà bà Sáu ăn, chạy qua nhà xèo cá xèo đực ăn à, chạy đồ này đồ kia chạy vòng vòng như giống như mấy cần hót mà chạy kiếm xương vậy, ngộ vậy. Giờ ăn người ta nuôi ăn, người ta cho nghỉ đỡ tôi tốn tiền khách sạn, giờ ăn cắp tiền người ta đâu nội. Đó coi người yêu mình giàu vậy mình đã cắp tiền còn gì, coi cái mặt của gia gì nữa, người người đời coi tôi ra gì, cái mặt mũi tôi còn ra đường nữa không hánh thằng ơi. Rồi à, còn nói làm yêu quý bà tám, còn nói người yêu tôi làm xăng pha nhớt nữa, tôi tuyên bố là thẳng nha, nói một lần nữa nha, tôi chưa điện thoại cho yêu quý bà tám tôi chửi đó, tôi là tuyên bố là thẳng đó, thẳng như chữ cờ, thẳng dữ lắm, thẳng y chữ cờ luôn, chữ cờ thẳng sao là anh yêu tôi thẳng vậy đó. Ồ, dám nói là hỏi mà tôi hy vọng là tôi sẽ được đi qua bên Paris mà y nguyên bà tám mới dám nói là sang pha nhất làm tôi buồn bồi hồi bỏi hỏi, tôi buồn giờ vợ từ ngày hôm qua đến nay, tôi buồn tôi thất vọng, tôi đang hy vọng về một ngôi nhà và một bầy trẻ mà nó dám nói là anh yêu tôi là sang pha nhất, tôi là tuyên bố thẳng nha, thẳng như chữ cờ. Nhận cắp tiền tao chi ông nội, coi là ông ngộ vậy, là ông thì tay chân thò quẹt hoài vậy, đi đâu cũng thò quẹt vậy, đi đâu cũng ăn cắp tiền vậy trời. Hàng chi con ve nó đâu cho ở nhà nó đâu, ngủ nhậu xin á, nó không cho ở nhà nó, tại con ve nhà nó tiền nhiều lắm, tới mười mấy tỷ lận. Ông sạc pin biết mà, tại ông sạc pin là chính là người vinh cái tiền húng điếu cho con ve mà, làm sao ông sạc pin không biết ve có bao nhiêu tiền, đúng không? Nếu mà để cho sạc pin ở nhà đó, ông gom tiền ông về Paris cái báo nữa, bởi vậy con ve đâu cho ở đâu, nhà nó thứ hai tới một tầng lận, có hai mẹ con ở đâu hết đâu, mà nó không cho sạc pin ở, trong khi sạc pin là ba nó, mà nó không cho ở, mà nó bắt con nhà ô xin ở là có lý do, tại nó sợ ông sạc pin, tại nó biết tán ông sạc pin đó là ăn cắp ăn trộm, còn ông sạc pin biết ve đang có tiền à, mà con ve mà đi đâu sạc pin lấy tiền xong rồi về Paris cái làm sao đòi, về Paris làm sao đòi à, rồi con ve thì biết tán cho sạc pin ăn cắp đó. Hai cha con nó hiểu ý nhau nên lúc nào cũng cảnh giác nhau, mặc dù là cha con nhưng mà hồn ai nó giữ, tiền ai nó lo đó, nên nó bắt buộc ông sạc pin ở nhà ô xin, ở nhà ô xin đâu có tiền đâu xài à, ô xin lo ăn rồi đâu có tiền xài, nhìn nhìn ô xin bán hàng cắp tiền ta, thánh thần ơi, quá trời tuyệt vọng, người yêu tôi quá thất vọng rồi, quá thất vọng rồi. Cái gì vậy, cái gì bán cắp biết vậy à, vậy út nói dừng le le xíu đi quên nói út nói chuyện Hồng Loan đi à, ngày hôm nay Hồng Loan với lại Linh Tý với Ni rồi đi ăn cười vui quá là vui luôn, mà không có anh bốn đó là hiểu rồi, như đó là hiểu rồi. Lúc trước đi đâu cũng có vợ chồng anh bốn đúng không, vợ chồng anh bốn là kè kè luôn, mà bây giờ Linh Tý với Trâm với Ni với Hồng Loan đi ăn cười ha há hô hố chứ không có anh bốn là bị hiểu rồi. Thay lời muốn nói đúng không, có những chuyện người ta làm ta hành động là mình hiểu rồi, khỏi cần nói ra, có những chuyện cần nói ra, có những chuyện không cần nói ra, nhìn nhìn hình đoán chữ luôn đúng không, nhìn người ta làm là mình biết chuyện gì xảy ra rồi đó, khỏi nói nữa đó. Giờ là le le thấy le le tội nghiệp đó nha, bây giờ tranh thủ bán ba cái sữa hạt đó, quá trời bán luôn, tôi nói lên like một ngày 80 like không ai mua chứ. Fan đàn bò đâu rồi, fan bảo vệ bất chấp đâu rồi, bán nhà bán cửa mua sữa giúp ủng hộ le le giùm đi, ủng hộ thần tượng đi, ủng hộ ba mẹ đi, ba mẹ sòi đi, ủng hộ đi, mình ủng hộ mà, bây giờ mình bảo vệ bất chấp mà đúng không, bây giờ mình về ba mình lừa cha mẹ mình lấy sổ đỏ bán đi, cầm nhà đi, mua ba cái sữa giảm cân ủng hộ giùm đi, để thần tượng mình like hoài tội nghiệp, thần tượng mình lỗ tội nghiệp, thần tượng mình phá sản tội nghiệp đúng không, mình là thần tượng mà, mình là fan cứng mà, fan cứng ngắt luôn đó. Về bác nhà đi ăn cắp tiền cha mẹ đó, lỡ mua sữa giảm cân giùm chị le le đi, để chị le le lên like vào ngày 800 mỗi lướt Facebook, lướt gặp lướt mò mỗi tay luôn, lướt mỗi tay luôn mà vẫn còn gặp, tại vì giờ đem sữa về tới mấy tỷ được, gần 10 tỷ sữa à, mà bây giờ bác không được, phải lên like liên tiếp vậy mà không ai mua chứ đó. Cái phước phần đến Hồng Loan hưởng cái may mắn của nó mà không biết trân trọng nó thì giờ này kiếm một xíu may mắn cũng không có nữa. Bây giờ nếu mà le le còn ở bên Hồng Loan á, là cái số sữa hạt giảm cân đó là bán tích tắc luôn, bán trong vòng một đống ngàn hết luôn. Mà giờ phản Hồng Loan thì bây giờ thấy bán từng hộp vậy đó, không cần để uống luôn, không chừng
không chừng để uống luôn chừng nữa. Cho mẹ Hà Mã nó uống đi, nó ốm mà tôi mua cho, tôi cũng mập nè. Hà Mã nó ơi, nó ốm là tôi mua liền à, tôi đặt 10 thùng đó. À dài à, nói tới Linh Tý đi. À Linh Tý làm à, bị báo cáo, bị Hề Lê Tím báo cáo Facebook, tại vì Hề Lê Tím đưa cha mẹ của Linh Tý lên, Linh Tý lại đưa lại hình ảnh của cha của mẹ của Lê Tím nhưng mà che lợ, nhưng mà để báo cáo kênh của Linh Tý thì Linh Tý nói là để tao coi mày làm gì được tao. À với một người 1m1 thử coi làm được gì, làm được gì Linh Tý thử coi làm coi đó. À một người dịch kiều Mỹ, một dịch kiều Pháp về đây chốn chua chốn nhủi, về đây càng nhủi càng nhủi, đầu này nhủi đầu kia để mà theo mấy người phụ nữ để kiếm tiền ăn. À sủa thuê sủa mướn, à chạy đầu này ăn cơm, chạy đầu nọ ăn cơm, chạy về nhà này chạy nhà kia, chạy giống như là chạy xô cờ hó chạy xô vậy đó. Mà khổ không, dịch kiều gì khổ vậy, dịch kiều gì mà nóng lạnh vậy đó. Nói, anh yêu tôi dịch kiều Pháp rồi, ăn cắp ăn trộm mà tôi quải rồi, cái này chắc tôi đi ngoại tình quá, cái này tôi bỏ sạc pin tôi lấy người khác quá, ngoại tình quá. Chứ gì mà vừa không được đẹp mà còn ăn cắp ăn trộm, mà giờ nghe tin đồn là xăng pha nhớt nữa, nóng không, bao nhiêu hy vọng tuyệt vọng hết luôn. Xăng pha nhớt còn làm ăn mẹ đâu, nghỉ dẹp mẹ đi, đi lấy ông sớm mẹ rồi. Trời, ông đọc một bài viết của một người bạn của cậu Năm, à khi mà tham gia drama, à đã nói lên nỗi lòng của mình, à trải lòng khi mà chứng kiến cảnh Ni và Hồng Loan liên tiếp bị những người mà tin tưởng à quay xe, tin tưởng bán đứng và tìm cách ẹt, là tìm cách hại Hồng Loan thê thảm luôn. Thì người này có đưa ra một quan điểm khá là sắc son, à son sắc, à sắc bét. À Út sẽ đọc cả nhà nghe nha, bớt sổ mũi cả nhà, uống thuốc nè, thuốc nè. Rồi, tôi là người tham gia đời drama này trong những ngày đầu tiên, à như đa số mọi người, tôi ủng hộ Hồng Loan vì tôi rất ngưỡng mộ kế nghệ sĩ Vũ Linh. Còn gặp mũi nha. Muốn làm một chút gì đó cho cố nghệ sĩ, nên tôi quyết tâm ủng hộ, bảo vệ con gái ông ấy là Hồng Loan vô điều kiện. Theo dõi drama này, tôi biết được Hồng Loan là một đứa con đáng thương, mất mẹ từ lúc lọt lòng, à sau sống cùng ba từ nhỏ, nhưng nghiệp cầm ca, sự nặng gánh gia đình, à anh em dòng họ đã chia sẻ tình thương yêu của ba mình, đã chia ba thường xuyên đi hát vắng nhà, em sống cùng cô chú, sự cam chịu đã tôi luyện em từ lúc này. À rồi khi ba mất, đời drama nổ ra vì tài sản của ba để lại sự tham lam, sự ích kỷ ganh tị, à cái ác đã lên ngôi, sóng gió gia tộc, à đâu rồi, sóng gió gia tộc bắt đầu từ đây. Em bị biết bao nhiêu sự nhục mạ, vu khống, chà đạp, không thương tiếc từ những người mà từ nhỏ đến lớn gọi là người thân ruột thịt. Nhờ phước đức của ba phù hộ nên đã đưa Ni đến với em. Ni là một người con gái can đảm, nhưng vào lòng thương người, đến giúp Hồng Loan bằng một tấm chân tình không vụ lợi. À, tiếp theo Hồng Loan thêm sức mạnh, à, tiếp cho Hồng Loan thêm sức mạnh. Đó, cái người bạn cậu Năm viết bài viết khá là tròn vạch, khá là tròn vẹn từ ra ma tới giờ. Đó, à, từ nhỏ à, không có mẹ, sống chung cha mà cha thường xuyên đi hát hò, ở chung cô chú, chịu hành hạ đủ mọi mặt. Rồi cha mình nằm xuống vì tài sản mà những người thân đó sẵn sàng chà đạp vu khống hại Hồng Loan. Đó, cậu Năm linh thiêng đã khiến Ni tới với Hồng Loan, mà Ni cũng bị bọn nó tấn công không thương tiếc. Ni rất dũng cảm, chỉ có Ni mới trụ nổi cái drama này thôi. Nếu không phải là Ni, là ai khác đã từ bỏ drama đi lâu rồi. Biết bao nhiêu sự công kích, vu khống bịa đặt và mướn người ạt Ni hai lần, một lần thẩm định, một lần bên Mã Lai. Đó, à, tánh mạng Ni lúc nào cũng bị đe dọa. Khi mà giúp Hồng Loan, Ni không được một bất cứ vụ lợi nào hết, không có lợi nhuận gì hết. Vậy mà những người khác à chửi Ni còn đỡ, còn chính trong tem yêu thương, những người nằm dùng đã chở mặt, à đã đâm lé sau lưng Ni hồi nào Ni không biết. Những người Ni từng coi là anh em, từng coi là một gia đình, mà họ sau lưng đâm lé Ni hồi nào không hay, làm cho Ni tổn thương không biết nhiêu lần. Nhưng vì sự linh thiêng của cậu mà cậu không cho phép Ni đi, cậu khiến Ni ở lại, cậu khiến Ni thương Hồng Loan vô điều kiện, thương như một đứa em ruột. Thậm chí ông nói thiệt cả nhà, nhiều lúc chị anh em ruột trong gia đình còn chưa lo bằng Ni nữa. Ông nói thiệt, anh em ruột trong gia đình á chưa chắc gì lo bằng Ni nữa. Nói thiệt, chắc Ni kiếp trước bắt nợ Hồng Loan này nhiều lắm, kiếp trước bắt nợ Hồng Loan, và cậu sau cái drama này cậu sẽ phù hộ Ni làm ăn phất như cờ, vào nước tường đổ gách.
Ni đã giàu rồi, nhưng mà sao drama này, sau khi nhiệm vụ cứu Hồng Loan hoàn thành thì cậu sẽ theo Ni, sẽ phù hộ Ni tới suốt đời luôn. Ông nói thiệt cả nhà, ông nói thiệt đó, cậu sẽ theo Ni phù hộ Ni suốt đời luôn. Ni đi đâu có người yêu thương, đi đâu làm ăn nên làm gia và giàu tiếp tục đó. Lúc đó cá bay màu tức nữa, cá bay màu tức nữa, trời, cá bay màu lúc nào cũng muốn chứng minh mình giàu hơn Ni, mình giỏi hơn Ni, mình đẹp hơn Ni, mình tài hơn Ni, mà không ai công nhận. Khổ tội nghiệp nhỏ dễ sợ, ai công nhận Ni, tội cho tôi là giàu cỡ vậy chưa qua Ni nữa nào đó. Chào tạm biệt cả nhà nha.